Mọi người, chắc là mọi người cũng vừa xem được khoảnh khắc ông Baby cũng như là Tiểu Phượng Hoàng lộ mặt rồi đúng không ạ? Thì bây giờ Orange sẽ chia sẻ cùng với bạn cái hành trình của mình vừa qua cùng với The Masked Singer như thế nào để mọi người hiểu hơn về hành trình của mình nhé. Xin mời ông Baby. Đây là một trong những cái hành trình đáng nhớ nhất trong cái sự nghiệp âm nhạc của Orange. Năm ngoái thì mình chỉ là một khán giả xem qua TV thôi, được tham gia một xíu ở cái vai trò là mascot hỗ trợ. Và được xem những cái mascot năm ngoái thì mình rất là có một cái khát khao, một cái ao ước đó là lúc nào đó mình sẽ được hóa thân thành một cái thí sinh để dự thi trong chương trình này. Thì năm nay cái điều ước đó đã trở thành hiện thực, đó là cảm ơn chương trình. Trời đất ơi trời, giống như hai con thần điêu đại hiệp vậy. Năm ngoái thì là mình vào nghề được 4 năm thì được hát cùng với một diva như thế thì mình cảm thấy rất là vui, rất là tự hào. Và nhờ cái sự kết hợp năm ngoái mà mình với cô Hà Trần có một cái mối tâm giao rất là tốt đẹp cho tới bây giờ. Còn năm nay thì mọi thứ nó áp lực hơn tại vì mình đã trở thành một thí sinh chính của chương trình rồi. Qua từng vòng thi thì cái thử thách nó lại lớn hơn. Thì nó giúp cho mình vượt qua rất là nhiều cái rào cản, cái giới hạn mới của bản thân. Và mình cảm giác là ông tuy là bé nhỏ hơn Tiểu Phượng Hoàng nhưng mà ông mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Ngoài cái áp lực về tinh thần thì còn cái áp lực về thể xác nữa mọi người ơi. Tại biết sao nặng, rất là nặng. Trước cái buổi thử đồ chính thức á, thì mình có qua nhà anh Ngô Mạnh Đông Đông để mà lấy số đo. Có hint trước với mình là cái con của em là cái con nặng nhất chương trình này, mà không những là nặng nhất chương trình này mà là nặng nhất từ trước tới giờ. Xong mình nghĩ là chắc cũng vừa vừa thôi, chắc cũng cỡ Lady May năm ngoái thôi. Nhưng mà lúc mà vô mà thật sự mình thấy cái chú ông này thì mình kiểu nghĩ thôi xong rồi, chắc được dòng rồi ngất xỉu trên sân khấu thôi chứ không có làm được đâu. Nhưng mà tự cảm thấy mình phi thường. Ông đã phải tăng cân cũng như là tập luyện thêm về thể chất rất là nhiều. Mình tập gym nè, với lại tập Pilates để mà cái cơ thể của mình nó dẻo dai cũng như là mình giãn được cái cổ mỗi khi mà mình đeo cái đầu. Những bước chân đầu tiên của ông Baby ra sân khấu giống như là bước chân của Baby thì mình cảm thấy giống như là mình được debut lại trên sân khấu với một cái nhân dạng khác vậy. Ai cũng cũng rất là dành cho nó một cái sự cưng nựng rất là nhiều. Giống như là mình được bấm thêm một cái nút F5 refresh lại. Có mấy ai nhìn lại yêu mình chịu hy sinh ít nhiều. Khi mà mình hát bài Giá Như Quái chưa xuất hiện thì mình cũng cứ đinh ninh rằng là khách sẽ không ai nhận ra giọng hát của mình đâu. Nhưng mà khi lên sóng rồi thì cái người đầu tiên ad friend mình đó là chị Miu Lê. Hello mấy cưng. Xong rồi chị Miu Lê còn nhắn một cái tin rất là đe dọa. Mọi người kiểu mày chính là ông Baby đúng không? Tại sao dám hát mày này hay quá vậy? Xong rồi mình giả điên mà mọi người. Mình nhắn lại là ai cơ? Ai vậy chị? Mà những khán giả của chương trình là rất là hay có cái màn là spam comment đó, là chị ơi chị hát thử bài này đi, em thích chị hát bài này nè, bài này em thích chị hát bài Giá Như Quái Chưa Xuất Hiện nè, em thích chị hát bài Bát Cơm Mặn nè, bài này hay lắm đó. Thì mình sẽ một là không rep, hai là mình rep là bài này tên kỳ quá không hát đó. Thật ra thì dù là những đoàn phản biện yếu ớt nhưng là mình đã cố gắng hết sức rồi. Mỗi dòng thi của ông thì luôn luôn có biến. Mắt bị nổi lẹo là sưng chù dù lên, hay là có cái dòng thì bị đau mắt đỏ là con mắt đỏ kè lên. Mỗi dòng mình luôn luôn là cầu trời khấn Phật là làm ơn cho đừng cho con lột bữa nay, thì lột bữa nay là rất là muối mặt với cả nước. Thì may mắn là không bị lột. Những cái vòng đầu á là Cam là cũng có tập giả giọng nhân vật khác, thì trong đầu mình là đinh ninh là mình giả giọng chị Hồ Quỳnh Hương. Nhưng mà cuối cùng thì ở trên mạng thì mọi người lại khá là nhiều, phần đông mọi người thì lại đoán là chị Vũ Cát Tường. Thì đó là một cái option mà mình chưa bao giờ mình nghĩ tới luôn. Ông cảm thấy cái hệ tư tưởng Vũ Cát Tường và Orange thì cũng khá là, mình thấy nó cũng mắc cười lắm. Cam cũng có lướt TikTok và cũng có xem được một clip một cái bạn fan của chị Vũ Cát Tường có những cái suy đoán cũng như là cái khẳng định của bạn về cái việc ông Baby là chị Vũ Cát Tường. Có những cái tuyên bố của bạn thì cũng hy vọng rằng là nó không thành hiện thực. Và bây giờ thì cũng đã lột mặt nạ rồi và
bạn cũng đã biết ông Maybe là ai rồi, thì mong rằng là trong cái quãng đường tiếp theo bạn vẫn sẽ tiếp tục theo dõi cũng như là ủng hộ cho âm nhạc của cả Orange cũng như là chị Vũ Cát Tường thật là nhiều. Cảm ơn bạn. Bật mí với mọi người là mẹ của mình là còn lộn mình với Hippo Happy nữa mọi người. Những cái vòng đầu thi là mẹ mình là khăng khăng khẳng định là mình chính là Hippo Happy. Tại vì cũng có một cái câu chuyện là Hippo Happy hát cho anh Trấn Thành, thì nó cũng na ná như cái câu chuyện mình hát cho anh Trấn Thành trên Đà Lạt. Thì mẹ mình nghĩ đây là mình rồi, chắc chắn là mình rồi, còn nói giọng nam nữa. Xong rồi cũng hay hát mà cũng luyến thì mẹ mình cứ nghĩ rằng đó là mình. Xong rồi mình thì cũng muốn tạo bất ngờ cho gia đình, cho nên là chưa nói với mọi người là mình có thi chương trình. Tối ngày cứ thấy mẹ ngồi mà ngồi coi clip của Hippo Happy, còn ông bắp cày thì là ở đây không được cày view cho. Nhưng mà sau đó một hai vòng thì mẹ mình mới nhận ra là ồ, ra là con bé Mỹ nó là hả con ông Baby. Tiếc thay con nào có biết, mẹ luôn muốn đời con tốt hơn đời mẹ đã khôn khó. Chỉ mong thấy con luôn yên bình, biết đến bao giờ mới thấy chẳng có thứ gì quý hơn là có gia đình. Chưa hỏi mẹ về cảm nhận của mẹ về bài hát đó. Thường là mẹ mình không có khen mình đâu, nhưng mà mình vẫn thấy mẹ cày view cho bài đó. Thì chắc là mẹ thích bài đó rồi. Mình biết rằng là ba mẹ mình có những cái cử chỉ yêu thương mà rất là len lén. Gia đình của Cam thì còn một cái người rất là quan trọng với mình, đó là bà ngoại. Thì bà ngoại của mình là người mà đã nuôi mình từ khi còn bé cho tới lúc mình 25 tuổi lận. Dù mình có ngỗ nghịch hay là mình có bướng tới cỡ nào thì bà luôn luôn là người dịu dàng nhất với mình. Và mình có viết một cái bài hát dành cho bà, đó là bài Cuộc Gọi Về Nhà. Mình cũng muốn rất là nhiều thứ cho bà mình. Ví dụ như là mua được những cái thứ, mua nhà, mua xe, kiểu những cái thứ để mà báo đáp cho bà ngoại. Nhưng mà chưa làm được cái gì hết thì bà đã mất rồi. Thì chỉ mong là đó, ngày hôm nay nếu như mà bà ngoại ở trên kia có thấy thì chị muốn nói với ngoại là con làm được rồi. Bé Mỹ làm được rồi. Để mà có được những cái hint gây lú cho mọi người trong chương trình nhiều như thế thì ekip cũng đã bàn bạc với Orange để mà chốt những quả hint này. Và bây giờ thì Cam sẽ giải thích cho mọi người cái gợi ý của chương trình nhé. Đầu tiên là quyển sách ngoại ngữ. Cấp 3 thì ông học trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và học lớp chuyên Anh. Thì khi mình lên đại học thì mình lại học tiếp ngành ngữ văn Anh. Cái micro 280 thì là nó gắn với một cái kỷ niệm ngày xưa của mình. Ngày xưa thì mình tiết kiệm tiền ăn sáng, cứ gom lại được đủ đúng 280.000 để mua được cái micro để bàn mà nó nhỏ xíu như cái đũa thôi. Xong rồi mình dùng cái mic đó để mình tự thu âm, rồi mình up lên một cái trang cộng đồng âm nhạc. Từ cái nền tảng đó mà mình mới được mọi người cũng dần chú ý. Không biết là các bạn có nhớ hay không, nhưng mà có một chi tiết là ông điền vào chỗ trống chữ BTS. Có một cái sự kiện đó là vào năm 2018 thì BTS đã thắng 3 giải đề sang tại MAMA Awards. Thì đó cũng là một cái sự kiện mà Orange đã được giải Best New Asian Artist. Nhưng mà ở trong cái sự kiện đó thì mình cũng có một cái dấu ấn rất là đáng nhớ, đó là mình bị té cái đùi mọi người. Trời ơi, quê lắm đó. Đó là cú ngã vang danh quốc tế. Hèn chi giọng của em thấy sự ức chế nâng cao là ông dù em ghi hát. Để nói về Negip thì có rất nhiều thứ để nói. Ngoài đời á, kêu Negip là con trai. Negip thì một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ. Tại vì trong mắt mình thì Negip mãi mãi là một đứa bé. Rất là thương, tại vì đã xem cái hành trình mà từ lúc mà hai đứa không có gì với nhau rồi.
ha. Ý tự nhiên không có gì với nhau, nói lộn. Ý là đã cùng đồng hành với nhau từ cái lúc mà hai đứa đều chưa có gì, và cho tới bây giờ thì nhìn thấy những cái thành tựu đầu tiên trong sự nghiệp của Negip đạt được thì mình cũng rất là mừng cho em. Và khi mà chọn được cái bài Ngủ Một Mình thì mình cũng đã nghĩ tới Negip và nghĩ rằng là em sẽ là một cái gia vị rất là tốt cho cái phần trình diễn này. Mà mắc cười lắm mọi người, nó kêu là bây giờ là mình phải giả bộ là mình không có quen nhau, đừng có xưng là chị em nữa, bây giờ mình là diễn, mình nhập vai đi, coi như là hả hai đứa mình là người dân nước lạ mới gặp nhau lần đầu, chúng tiếng xét ái tình thôi. Thế là cho nên là mọi người đã thấy được những cái màn kịch đầy sẩn da gà ở trên sân khấu của The Masked Singer. Anh ơi, thế đã đủ để làm vợ anh chưa? Bây giờ nhớ lại những cái khoảnh khắc mà mình kêu Negip là chồng thì là sợ rợn chân gà. Ngoài ra thì còn một cái hình chí mạng nữa mà mình đã đưa đến trong chương trình này, đó là mình đã bị một vị tiền bối mắng vì chưa thật sự dấn thân trong một cuộc thi. Thì xin bật mí với mọi người, đó là chị Mỹ Tâm. Cam rất là muốn gửi một cái lời cảm ơn chân thành tới chị. Bởi vì không có những cái lời răn dạy của chị ngày xưa thì đã không có em bây giờ mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Hy vọng rằng là một phần nào đó thì chị sẽ cảm thấy tự hào về em. Ngày xưa thì Cam chưa có chăm chút về hình ảnh cũng như là vẻ ngoài của mình nhiều á, cho nên chị nghĩ đơn giản là có giọng hát là sẽ thành công thôi. Xong rồi mình đi thi cuộc thi đầu tiên trong đời, đó là cuộc thi The X Factor. Thì mới lần đầu tiên đọc những cái bình luận về cái ngoại hình của mình thì mới nhận thức được là có vẻ là mọi người cũng khá là khó chịu với cái vẻ ngoài của mình ha. Mà mình còn nhớ là ngày xưa mình có coi một đọc một cái câu rất là nặng nề là mà sau này có con ước gì là con mình sinh ra không xấu như nhỏ này. Mà mình bị ám ảnh cái câu đó luôn. Và nó vô hình nó trở thành một cái nỗi tự ti mà tới tận bây giờ mình vẫn rất là ám ảnh. Nhưng khi mà tham gia The Masked Singer thì ông AB giống như là cái đứa trẻ bên trong mình, cái đứa trẻ mà mình luôn luôn khao khát mình sẽ trở thành, một cái người mà không có những cái nỗi lo mà mình không cần phải lo, những cái sự tự ti, những cái rào cản mà mình tự đặt ra cho mình. Dù là đã tháo mascot ra rồi thì mình cũng đã là một cái phiên bản mới so với Orange ngày xưa rồi. Rất là cảm ơn mọi người vì đã dành rất là nhiều cái sự quan tâm, yêu thương dành cho ông Baby, cũng như là cảm kích mọi người bởi vì đã đón nhận những cái ca khúc mới của Cam ở trong chương trình này một cách rất là nồng nhiệt.